cơn đau cho bạn ở cơ bắp và trong cơ thể của bạn, hoặc là vào những cái cho những người già mà họ bị đau nhức trở trời, hoặc là bạn bị carpal tunnel khi làm nail hay làm một cái cắt tóc hay là một cái việc gì đó mà trong công việc của bạn hay là computer thì bạn cảm thấy đau nhức, thì khi bạn xài cái này nó sẽ làm giảm cơn đau của bạn. Hoặc là khi bạn làm nail hoặc exercise hoặc là một cái vấn đề gì đó đến cơ bắp của bạn, bạn có thể dùng thoa lên cái vùng đau nhức của bạn sẽ nó sẽ giảm đau trong vòng vài phút. Thì thường thường mọi người cũng biết là khi đau nhức, người Mỹ cũng giống như người Việt Nam thì mình thường uống thuốc giảm đau, nhưng bạn biết cái tác hại của thuốc giảm đau nó ảnh hưởng rất lớn đến cái xương của bạn, nó sẽ bị mục xương trong một thời gian dài. Thì cái mà bởi vậy Thanh Hà đã cho ra đời cái CBD này để cho bạn có thể sử dụng nó chỉ là ngoài da, nhưng mà nó giảm đau tức thời để cho bạn có thể xài mà không có nghi ngờ hoặc là worry about về cái bộ phận ở bên trong của bạn, vì cái này là hoàn toàn là natural và nó không có chất gây nghiện, thì nó giúp ích cho rất là nhiều người, và có rất là nhiều người đã xài sản phẩm này và cho rất là good review. Đó là những gì Thanh Hà muốn chia sẻ cho bạn hôm nay, và nếu như những người nào muốn hay là thắc mắc về cái sản phẩm thì có thể gọi cho Thanh Hà 240-400-0282, hoặc có thể order online www.dtabeauty.co, hoặc là có thể gọi trực tiếp cho Thanh Hà. Thank you for watching.